Rồi má cục lúa nó chuẩn bị qua các đám mới các anh chị, cái đám nhỏ này vừa xong rồi. Long An dấu yêu xin chào các anh chị các bạn nha. Mình lại là đồng thôi các anh chị các bạn. Hiện đây ở đây là trên cái cánh đồng lúa ở huyện Cần Đước tỉnh Long An. Hôm nay là ngày 4 Tết. Cái ruộng này là chuẩn bị cắt là lúa tài nguyên, lúa thơm á, lúa thơm truyền thống. Thank you.
sướng. Nước hay gì hả? Gì mà dí dữ vậy cha nội? Hả? Gà nước hả? Trời đang nghe, ông đang lấy cái cát mà nhảy xuống luôn trời.